Nếu các bạn nào quý mến mình thì hãy ấn dùm mình nút đăng ký vì nó hoàn toàn miễn phí. Và YouTube thỉnh thoảng vẫn hay bị lỗi hủy đăng ký. Nên nếu như bạn nào đã đăng ký rồi thì có thể kiểm tra xem các bạn đã ấn nút đăng ký chưa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ chúc các bạn xem video vui. Đang phân vân này. Trời ơi, mà tiếng to hết cỡ để mở cho nó sướng cho nó phê này. Khá là thất vọng. Biết thế tôi để dành kim cương mua hẳn 100 hộp anh em đập luôn cho nó đã. Chứ chơi gì này hơi xui. Từng cái này. Đó, tôi cay tôi chơi 5 hộp. Quả này ra mũ này. Đó, ok này. Ồ, không ra gì đấy, được cái giày lại được cái giày này anh em. Lại không ra gì này. Đến nỗi mà cái thẻ ép của tôi lên tận 50 rồi. Hay được cái mũ này. Hơi nhân vật này quay mà nó đỡ xui hơn. Được thêm cái mũ anh em ạ. Đó, xong tôi vào đuổi luôn. Để cái quần không nói gì nhiều. Tính ra tôi định khô máu mua thêm cái bộ nam này. Nhưng mà thôi, đành lấy cái quần vậy. Ok.
Nhận luôn cái quần nha mọi người. Ok, đó, phối đồ cho anh. Đó, xong phối đồ rồi. Đây vài chút kỹ năng về cái nhân vật này. Ok, bây giờ đến đây là kết thúc. Anh em là chưa đăng ký nhớ đăng ký hộ mình nha, để mình còn được nhiều sút, để còn hiện sút nó đẹp anh em. Chứ còn bây giờ ít sút quá, tương tác nó tụt nhiều, anh em thông cảm. Bye bye anh em.